Hello, xin chào mọi người đến với kênh của Cương Hải Phòng. Hôm nay Cương Hải Phòng muốn giới thiệu các bạn mô hình nuôi thỏ giống. Đấy, tất cả đây là một lồng, hai lồng, bốn lồng đủ các loại màu các bạn nhé. Đấy, đây thỏ non này. Đấy, đây thỏ bố mẹ. Đấy. Đây là thổ quan các bạn nhé. Đấy. Nói chung cái mô hình này chăn nuôi cũng là được đấy, phát huy được thì đây, đấy. Thổ mẹ đây, mới đẻ màu đen. Bạn nhìn thấy không? Đây, thổ quan này đẻ một lứa 7-8 em. Chung mô hình này thì chăn nuôi là rất là tốt các bạn nhé. Đây, thỏ này đang là thỏ trưởng thành, một cân nó cũng rơi khoảng hơn 100.000 các bạn nhé, tùy theo loại đắt rẻ khác nhau. Đây thì con thỏ đực giống rồi, thỏ cái luôn. Đây mấy con thỏ đang trưởng thành. Đấy. Quanh đây là khu trang trại của tôi, bạn nhìn chưa? Đây. Đàn ngan, bên kia là gà. Chung quy mô vẫn còn hơi nhỏ các bạn nhé. Đấy. Quy mô vẫn còn nhỏ. Đang gọi là trang trại gia đình các bạn nhé. Bạn nhìn chưa? Đẹp chưa? Rực rỡ chưa? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại những clip sau.